Trung Quốc được tự do lái xe vào móng cái Ngày 20 tháng 3 năm 2018, một số báo điện tử và các trang mạng lan truyền các bài viết với tít giật gân chính thức Người Trung Quốc được tự do đi xe qua cửa khẩu móng cái vào Việt Nam Bài báo đã gây ra một hiệu ứng tiêu cực không nhỏ trong dư luận xã hội. Trong đó không ít kẻ cố tình hướng lái dư luận cho rằng đây chính là thể hiện cụ thể của việc Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc, chấp nhận cho người Trung Quốc đi lại tự do trên lãnh thổ Việt Nam như là trên đất nước của họ. Hay cho rằng Việt Nam đã chính thức mất nước vào tay Trung Quốc. Nhiều kẻ có lớn tiếng cho rằng đó là thể hiện sự quy phục và hành động bán nước của Đảng, chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy hay không? xin khẳng định đây chỉ là cách giật tít mất dậy của những kẻ làm truyền thông bất lương. Mục đích của chúng không cần phải nói thì ai cũng biết. Ngoài việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết nhưng lời đọc của người Việt, tâm lý bài tàu, cực đoan trong xã hội để câu view bẩn, đồng thời gây nhiễu loạn dư luận, kích động, xuyên tạc và phá hoại lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước. Chúng chỉ viết có một nửa sự thật, mà một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật. Sự thật là từ tháng 1 năm 2017, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã ký kết các văn bản hợp tác phát triển kinh tế xã hội, trong đó có phát triển du lịch dịch vụ. Một trong các nội dung được đôi bên ký giao ước là hai thành phố sẽ tạo điều kiện cho du khách của đôi bên được phép lái xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, thuộc sở hữu cá nhân và doanh nghiệp qua lại cửa khẩu thay vì du khách chỉ được đi bộ qua cửa khẩu và khi qua cửa khẩu phải sử dụng phương tiện giao thông dịch vụ của nước sở tại. Phải khẳng định rằng đây là một cách làm có hiệu quả nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch và nó được áp dụng đối với cả đôi bên. Tức là người Việt Nam cũng được phép lái xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc chứ không chỉ riêng du khách Trung Quốc được đặc cách khi sang thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam việc thực hiện nội dung trên, du khách đôi bên cũng phải tuân thủ những quy định chặt chẽ như phải khai báo, đăng ký và được sự đồng ý của cơ quan hải quan hai nước tại cửa khẩu. Chỉ xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới được áp dụng cơ chế này và phạm vi hoạt động của xe chỉ trong địa phận hai thành phố Móng Cái và Đông Hưng. Theo ông Lê Ngọc Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái, thì từ tháng 1 năm 2020, 2017, tỉnh Quảng Ninh đã cho phép ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống thuộc sở hữu cá nhân doanh nghiệp của Trung Quốc vào thành phố Móng Cái. Xe tương tự của Việt Nam cũng sẽ được sang thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Và khách Trung Quốc muốn lái xe vào Việt Nam thì phải làm thủ tục và hợp đồng với các công ty lữ hành. Tuy nhiên, hoạt động này không được người dân cả hai bên đón nhận bởi phạm vi được lái xe rất hạn chế. Như ở phía Việt Nam, ô tô Trung Quốc chỉ được đi lại trong thành phố Bóng Cái, không được đi vào nội địa qua trạm kiểm soát liên hợp km 15. Ngoài ra, hai bên cũng không có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút khách của nhau. Cũng chính những tờ báo và các trang mạng như thế đã luôn ca tụng châu Âu về quyền tự do đi lại không cần visa. Thử hỏi với tư duy và tiêu chuẩn kép của họ như vậy thì bao giờ Việt Nam mới được tự do?